Trời ơi, sao phát hiện, sao nhìn ra hay vậy trời? Dạ đúng rồi. Phải không sư phụ? Giỏi là quý rồi. Trời ơi, chân cẳng làm sao? Nè, đụng hổm nè. Ồ. Nhưng mà bây giờ nó đau à. Tôi phải bắt ghế ngồi. Trời ơi. Mạnh giỏi nha. Dạ. Anh em mạnh giỏi nha. Quý rồi. Trời ơi, thương quá. Trời ơi, nó nhốt tôi 4 tháng trời. Ra đẩy không có nổi. Trời ơi. Không có nổi. Rồi chú ra chú bán lúc nào? Bán tháng mấy nay. Tháng mấy nay hả? Nhưng mà nó yếu rồi. Cái bán... giò bị xe đụng á. Dạ. Bây giờ phải bắt cái ghế ngồi. Bây giờ quen rồi đó, hồi mới ra đi. Ra để không ngồi. Bình thường đi. Quá mạnh giỏi. Dạ. Bữa hổm lúc con tôi nó mở á. Dạ. Trên điện thoại là thấy chú làm từ thiện đồ dữ. Dạ. Con rất con gắn cái micro nói chuyện cho nha. Dạ. Có thể bà con hôm nay là mấy ba cái ba mấy phòng chút cho luôn 40 luôn. Tôi coi mà. Dạ, hôm nay đi xuống thăm cửa hàng. Dạ. Rồi sẵn thì nói thôi ghé thăm chú luôn. Không biết như vậy mà cũng sợ nữa. Nói cái Covid cũng sợ, không biết là có chú cô chú có khỏe không. Trời ơi, ớn quá. Bi làm sao không? Dạ. Tôi thì nó không. Nó không có xâm nhập tôi được. Dạ. Tại hồi đó tôi lính Mỹ á. Nè dữ. Nè tôi mất miếng sọ nè. Ờ dạ. Nè mất miếng sọ đây, nè đây. Thấy không? Mỹ nó chích 3 mũi hồi xưa rồi. Ngồi đi. Ngồi đi chú ngồi chưa. Ôm cái cho ôm cả. Quá đã. Trời ơi. Thương quá thương luôn. Trời ơi, tiếng rau 4.0.11 á bà con, đây là chú sư phụ Định bán mía ở Mỹ Tho. Giấy mạnh giỏi là quý nhất rồi. Dạ. Tiền nông nó không có thành vấn đề. Dạ. Mai mốt rồi nó cũng phải ra đi. Bái nha, bái mạnh giỏi chứ mà giấy mình giỏi. Nhưng mà con cái cẳng nó bị xe đụng á. Trời, hôm bữa chú bị đợt trước xuống thăm nó. Nó yếu, mất miếng sọ. Đụng. Mất vô rồi. Đợt trước là giờ chắc bà con cô các quý khán giả có xem đợt trước thì thấy là chú bị cái chân chú sưng tù dù luôn nè. Là nói đúng ra cũng nhờ mạnh thường quân nha. Dạ. Nhốt 4 tháng trời. Ăn rau cải người ta đem lại quá. Dạ. Mừng luôn. Dạ. Ăn với nước tương. Rồi bán lại được có 1 tháng mấy à. Tập cho nó quen. Rồi đi. Thấy thương không? Để dành cái dán cái logo mình trước làm sao nè. Dán hoài. Rồi. Bây giờ dán còn mấy dán chỗ miếng luôn. Nữa. Dán luôn. Trời ơi. Cảm động tôi quá. Sợ nó, dạ. Tôi sợ nó hư á. Dạ. Tôi lấy băng keo tôi dán luôn. Kỷ niệm mà. Ủa nhưng mình đang cao lên thì sao đi đụng đầu hoài trời. Ủa, hôm nay chú không có bán ở dưới trường học hả? Đâu có. Ở nhớ dưới... buổi chiều chú hay bán ở dưới trường học á. Ở dưới công an nó không có cho lại chỗ đó. À giờ không cho bán ở đó. Bây nữa giờ cái bán từ cứ đẩy ra vậy hả? Dạ, tới viên nước rồi. Ờ dạ. Thế về không cần vậy đi. Bán đâu có được như hồi xưa nữa. Trời ơi, bán hơn nữa mà bán miếng ngon không á nha. Dạ. Miếng Thái Lan không à? Nè. Miếng Thái không. Rồi, thương quá. Tôi nhớ còn mấy cái cùi mía đâu ta. Đấy, mấy nè, cái mắt mía nè. Nấu nước uống á. Trời ơi. Cái đó là vô địch. Ngày nào tôi mạnh là nhờ nó đó. Dạ dạ. Lát lấy một bao về nấu nước uống. Dạ. Không nó thiệt. Mắt mía họ xin hết à. Nhưng mà bữa chú có bỏ trong đây không vậy? Cái gì? À chú có không đâu nấu nước sẵn hả? Không. Mất mía và nấu nước á, ngủ ngon lắm á. Ví dụ về mà nấu không kịp á. Dạ. Bỏ tủ lạnh. Ừ.
cuốn ghiền luôn. Chú bán họ xin cái hết à. Chặt hồi sáng giờ họ lấy hết. Trời ơi, sau Covid là đúng là mà nhà chú sức khỏe ai cũng ổn hết hả cô? Ổn. Bên đây chú mấy mũi rồi? Hai mũi luôn. Hai mũi hả? Rồi chuẩn bị mũi ba chưa? Chưa. Kệ người ta sao mình vậy phải không? Dạ. Đó vì mỗi lần mà xuống thăm chú là lúc nào cũng được khuyến mãi một bịch này nè. Dạ, cũng được uống. Một lát lấy mớ mía cho mấy đứa em nha. Dạ không, phải mua chứ, mua ủng hộ nè. Giờ đứng đây coi có bà con nào nào. Không rồi. Con mía. Dạ rồi. Một nồi luôn. Một nồi luôn. Cái này mà chú nói nấu nước nó uống gì ngon nó tốt. Bây giờ gì? Không có gì hết. Về rửa. Dạ. Chờ xíu. Rửa, bỏ nước phun tên vô nấu. Dạ. Đừng có bỏ lá dứa, lá gì hết. Dạ. Nó mất đất vườn. Dạ. Đi đoàn đoàn đi đông lắm. Dạ. Mấy bịch đi cô? Đếm như bịch đó. Đếm mấy gì không biết. Đó. Ông mua ủng hộ đàng hoàng. Nè, bịch mía này bữa nay có lên giá không chú? Không. Cũng vậy luôn, không. Vẫn 5.000 luôn. Không. Trời ơi, bây giờ cái gì cũng lên giá mà sao chú không lên? Tôi làm cái bao bự hơn. À, bữa hổm á. Bữa hổm cũng là 5.000. Dạ. Nhưng mà làm cái bao nhỏ. Bây giờ ai cũng khổ hết rồi. Bắn mắt để làm cái gì? Tôi chơi cái bao bự luôn. Dạ. Mía chuột luôn. Mía chuột luôn. Cái đó là ngon nhất á. Ăn ghiền luôn. Rồi năm này chắc gì mình chục. Rồi thôi trả tiền chú lấy hên nè. Thôi. Cảm ơn quá nhiều luôn. Còn cái này là quà của Coloman gửi Coloman gửi xì chú trước Tết xuống nữa. Rồi. Hai tuần nữa xuống quay tiếng rau mùa 2 quay để giúp cho cái cô gì bán bánh mì á. Cho cô Hai Dân bánh mì sáng rồi cũng mới nói. Rồi còn đằng kia con gửi chú quà nè. Quà của Coloman Food nha, đồ gia vị của con nè. Đó, tương, chao, đàn bà. Cảm ơn nhiều quá. Đó, trời ơi. Trời ơi, đẹp chưa? Thiệt là ông thương vợ chồng tôi dữ lắm. Dạ. Để chụp hình luôn. Để chụp hình luôn á. Quay phim luôn. Rồi đây gạo, đây mì. Rồi. Đây nước tương nữa, đúng không? Dạ. Dạ thôi, có nhiều đâu, tình thương mến thương. Tình thương dạ. Mến thương. Tình thương mến thương, thấy chú còn khỏe là vui rồi. Rồi. Vậy là năm nay là 78 rồi đó. Đúng rồi. Năm tết ngoái 77 rồi. Nhớ đúng rồi đúng không? Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Giờ là chú giờ đâu có chặt ba như là trước đâu nữa ha. Cũng vậy à. Vậy hả? Vẫn không lục nghề luôn hả? Cũng vậy. Dạ. Rồi bà con bác mình sẽ sư phụ Định sẽ biểu diễn cho bà con bác xem dài đường nha. Vẫn chặt, kỹ thuật chặt vẫn như xưa. Bà chặt mấy chuột hay lắm. À, người chặt mấy chuột. Còn chú là chặt chào cô thấy khỏe. Dạ. Nhờ uống nước mía. Ừ. Không chú là chạy cái bị cái vụ tai nạn đó chứ không là chú cũng khỏe lắm. Khỏe lắm. Bữa nay thấy chú ốm rồi chú. Ốm mà đi, ổn không? Ốm hơi nhiều lắm. Ủa số điện thoại chú số mấy vậy con đọc coi có nhiều khi có mấy nhà hảo tâm muốn giúp chú á. Không ba. Dạ. 03
0363 08 544. 0363 08 544. Còn cái số tài khoản của tôi á, dạ, Đông Á. Để người ta gọi chú đi, đọc số tài khoản này, lỡ mấy anh chị nó mấy kẻ gian nó vô nó ấy đó. Rồi em không còn chút cho nữa đó. Dạ. Cho nè. 03, số mấy chú? 03 chú đọc lại em coi. 03. 03. 363. Rồi. 08 544. Rồi. 03 363 08 544. Ờ đúng rồi. Có ghi tài khoản không? Dạ, thôi người ta gọi cho chú đi rồi chú cho tài khoản. Tại vì bây giờ lừa đảo cũng nhiều lắm, sợ lắm. Ủa lấy được hả? Dạ, nó không biết nữa. Con nói người ta nói không nên cho số tài khoản trên trên lúc mà quay clip, nó hạn chế. Rồi, dạ, bà con cô bác nào mà đã từng yêu thương tiếng rau và đã từng yêu quý chú Định, sư phụ Định bán mía cần ở Mỹ Tho thì bây giờ chú yếu rồi, chú không có đi với lại cái điểm bán ở trên bán chú, không bán được nữa. Cho nên chú phải đi dọc dọc đường Lý Thường Kiệt cho đến ra chỗ ngã chỗ cái giếng nước rồi về. Bây giờ chú đi giờ nào, buổi sáng đi mấy giờ? Giờ sáng cũng ra 10 giờ. 10 giờ đi cái đường Trần Hưng Đạo. 10 giờ rồi tới giếng, tới ngã tư Lý Thường Kiệt mới lên đây. Dạ, dạ. Cái bò lần lần nhưng mà họ thương tôi lắm. Dạ. Học sinh ngày xưa mấy chục năm rồi. Dạ. Trời ơi, tôi bán năm nay qua Tết là 52 năm chiếc xe này luôn nè. Dạ, 52 năm. Nè, bây giờ có cột bằng kẽm không à? Rồng rồng. Bây giờ cột bằng kẽm nha. Sư phụ hả? Ồ, trời không. Khách được. Cứ, sư phụ Định là ở Mỹ Tho này, ai cũng thương hết á. Từ già trẻ lớn bé ai cũng biết sư phụ hết á. Rất là thương chú, rất là thương chú. Chiếc xe 52 năm. Hôm nay chú là 78 tuổi. Con nhỏ ơi, nhỏ mà ăn tới giờ cũng còn tiền luôn. Dạ, yeah, ồ. Trời, con nhỏ giờ ăn tới giờ còn tiền. Cho con xin mía. Thấy chặt. Mía chuột ngon quá. Mía chuột là ngon nhất. Tại sao gọi nó mía chuột chú? Tức là nó không... nó nhỏ, học sinh nó kêu mía chuột mà nó không có cái mắt. Thấy không? À. Ngon lắm. Trời, cái đường này nhiều quán ngon quá. Nãy đi trên đây thấy có cái tiệm hủ tiếu 7.000 tô. Phải không? Cái gì? 60 hả? Cho bài 6.000 hả? Trời ơi, quê độ. Ê, bên kia cái bánh cuốn ngon lắm, anh cuốn thấy con mẹ có đông quá. Một bao mía chuột. Trả được hả chú? Mới chặt luôn. Trời ơi, lấy lọc đi, nhận lọc chú đi. Lâu lâu mà có dịp mình mới có một lại. YouTuber chú chặt dài đường nha chú. Hả? Chặt đây coi chú chặt dài đường nha. Má mày lấy cái bao đựng mấy chuột coi. Thôi lấy cái bao nè. Canh giờ 4 giờ rưỡi mới dám ra. 4 giờ rưỡi ra tao công an về hết ra. Nó bắt ra. Để cho bộ qua. Bộ qua phải em nha. Phải sát canh. Và cho bộ ra sớm quá. Đường giao vẫn còn điêu luyện lắm. Đó.
trăm tuổi là hả chết nha sư phụ. Trăm tuổi hả chết. Dễ thương. Trăm tuổi hả chết nha sư phụ. Còn con này nha sư phụ. Ờ. Trăm tuổi hả chết. Ồ có nào mà chứ. Thiệt luôn hả, đúng trăm tuổi ha, lúc đó là 22 năm sau. Lúc đó là Coleman 75 tuổi. Ông già 75, ông già 75 xuống thăm ông già 100. Nhưng mà đường giao vẫn như xưa, vẫn chặt. Sắt vẫn còn bén lắm. Trời ơi. Cũng vậy ngày xưa. Dạ. Chặt cũng như ngày xưa. Dạ. Có điều đứng lâu đau chân rồi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ngày xưa thì chân chú khỏe chú đi chú chặt. Để con vô làm dài đường ôn lại. Ngươi chú chặt thử đi. Để tôi lựa mấy cái cây nhỏ. Đã lựa cây nhỏ. Nó dễ chặt. Sao giờ chú chỉ con trước chú chỉ con sao con quên rồi. Bây giờ đừng... trước chỉ mà chặt quạo luôn. Bây giờ đừng có nóng như vậy. Dạ. Nóng xuống cây dạ. Mía lên như nè. Dạ. Nè nó xuống. Đó, vậy nó mới ngon. Dạ không chú? Ờ. À. Nhận luôn. À. Ủa sao nó tới đây nó đứt rồi. Ồ kiểu này không rồi vẫn bị chờ. Dạ quẻ thêm đó nha cả Trần à. Quýu. Quýu rồi đó à. Quá đã. Chuyên nghiệp. Nhận mạnh luôn. Đừng có đi một lần. Ý là hai lần. Đi một lần xuống luôn. Dạ khó lắm nhưng mà dễ đâu. Ồ tôi đói không chưa. Ừ. Tại chưa quen mà. Dạ. 52 năm rồi. Ồ. Ồ, hơi sâu một chút. Hơi hao. Tôi chặt trong á. Chung vậy. Quen là được. Ôi chặt rồi. Trời ơi. Mất hết miếng bự quá. Mất hết miếng rồi. Trời ơi. Chặt chỗ này bán chắc là mau mau chắc mau giàu lắm luôn á. Mau giàu luôn á. Vui chết luôn. Trời sao hao quá vậy ra mình chặt nhiều quá vậy. Chặt vô bèo quá trời. Ngay gốc. Nếu mà chặt mắt á, chặt ngay cái gốc. Dạ đây hả chú? Ờ đó à. Mạnh, ờ xuống mạnh luôn. Đó. Mình chặt hồi không biết ăn miếng nào luôn á. Thôi này bò chặt chơi thôi, không chặt nữa. Hào quá. Nó dướng, nó không dứt khoát hả? Từ từ quen thôi. À, kiểu này xuống 75 tuổi xuống chặt sao nổi. Rồi đây, thưa bà con. Ăn luôn. Rồi thành quả của mình ăn luôn chứ thế này thì bán là người ta chửi chết luôn á. Ôi ngồi thấy chú xuống thăm lại cô chú sư phụ Định đấy, thấy con chú khỏe là mừng rồi. Cái mùa dịch bệnh này ai cũng lo hết. Đúng rồi. Sáng bữa hôm qua đi mà cứ nói không biết lo, không biết cô chú còn khỏe không. Trời ơi, ở trên bên trước trên mùa dịch trên Sài Gòn nhiều người ra đi quá. Ra đi đó. Dạ. Nó như người rất khỏe luôn, rất khỏe mà. Nè má của thằng này nè mới dạ. Có 50 à. Ờ. Rồi đi rồi, vòng rồi. Mới 50 vòng rồi. Bác thứ ba.
Ồ, mía ngọt á. Ừ, mấy cây đó là chất lượng mà. Đại do người chặt á. Người chặt mía mà mía lạc thành mía ngọt luôn. Chặt ngay cái gốc này. Còn ở trên là gốc. Dạ bà con bác thân mến, một lần nữa thì bà con bác nào đã từng yêu thích tiếng rau ha, và yêu quý sư phụ Định ở miền Mỹ Tho, thì bà con bác có thể alo cho chú gửi cho ghé hoặc là ghé ủng hộ chú. Dạ, số điện thoại của chú là 03 363, đúng không chú? 03 363 08 544. 03 363 08 544, 03 363 08 544, đó là số điện thoại của chú Định. Dạ, hôm nay chú 78 tuổi, gắn bó với cái chiếc xe cái xe mía này đã 52 năm, hơn nửa thế kỷ. Tất cả người người cư dân nào ở Mỹ Tho, Tiền Giang này thì từ rất nhiều thế hệ đều biết tới chú, rất là quý chú. Chú mặc dù là đã U80 rồi, gần còn 1-2 năm nữa 80 rồi. Hồi hôm trước bị tai nạn chân thẳng yếu vậy đó, nhưng mà chú vẫn tiếp tục không có sống nhờ con cái. Hai vợ chồng ngày nào cũng vậy, sáng 10 giờ sáng là bắt đầu xe mía đã đẩy đi lai rai trên cái đường Lý Thường Kiệt, và dài ra giếng nước bán, rồi tới chiều tối nào hết mía quay về. Thức dạ. 4 giờ khuya. Thức 4 giờ khuya luôn. Thì cũng không biết nói sao, nhưng mà thật sự cũng thưa với quý khán giả là Holoman rất là yêu thương các nhân vật của mình. Các nhân vật từ tiếng rau cho tới xô diễn cuộc đời, nó giống như cái duyên của mình vậy đó. Và mỗi một hành trình của mình đây là sẽ là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình, cuộc đời làm nghề của mình. Thì hôm nay là ra là những ngày đầu của tháng Giêng năm 2022, chính xác là ngày 5 tháng Giêng năm 2022, thì hy vọng là khoảng 2 tuần nữa vào ngày 23 tháng Giêng năm 2022 thì Coleman sẽ lại quay trở lại với Mỹ Tho, Tiền Giang để thực hiện một tập tiếng rau thứ hai, mùa thứ hai, để giúp cho dì Hai Vân bán bánh mì ở ngay ngã tư quốc tế. Hẹn gặp lại quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video này. Dạ. Đúng rồi, không ai lấy nữa.